chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày lễ ở bên Mỹ thì lễ lao động, thì bên Việt Nam mình cũng là lễ ngày 29 các bạn. Đây chị em mới đi chợ về các bạn, và trên bàn của mình là có rất là nhiều đồ. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho tất cả mọi người xem là mình đã mua được những gì nha. Bữa nay đi chợ là 200 mấy, gần 300 đô các bạn ơi. Đây các bạn, đây bây giờ mình đã chất ra rồi mọi người. Đó, quay sơ cho tất cả mọi người thấy nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chi tiết vào từng món ha. Đây, bún gạo này là 2 đồng mấy một bịch. Cái này á là 1 đồng mấy một bịch, là 1 đồng tương đương là 20.000 á các bạn. Thì các bạn cứ tính ra đi ha. Này 1 đồng mấy. Còn cái này 11 đồng. Cái này 11 đồng 3 cây. Một cây là nó như vậy nè các bạn, một cây nó như vậy. Đó. 2 cây, 3 cây. Cái này có tất cả là 3 cây. Đó, 11 đồng. Còn cái này á là 3 đồng 89 sen, mà mua 2 dĩ thì còn 6 đồng 2 dĩ. Còn con mực này á, con mực này là 6 đồng 29 sen. Cái này bạch tuộc các bạn, 6 đồng 29 sen. Một dĩ như vậy. Một dĩ này một phao 26. Đó, thì khoảng 500 g. Khoảng 500 g. Cái này tỏi này 3 đồng mấy một hộp. Cái này là 1 đồng 58 sen. Cái này thì 1 đồng mấy luôn. Này là hình như 1 đồng 49 hay 5 mấy gì đó. Cái này thì không nhớ. Còn cái hộp này thì 2 đồng mấy, 2 đồng 90 mấy sen á. Rồi 2 củ khoai lang nè các bạn. 2 củ khoai lang này nãy chị mình mua, mình không nhớ. Rồi mình có mua một cái đầu cá hồi các bạn. Cá hồi rất là ngon luôn mọi người. Cái đầu cá hồi này mình phải coi cái bill mình mới nhớ. Mà hồi nãy lúc là mình mua cá này á, là mình nhớ là nó bán là mấy chục đồng, mấy chục sen á, 7 mấy sen một phao hay sao á. Rồi con này là, cái này là gì, hồi tai vị. Còn cái này là chắc chả giò quá, đúng rồi, chả cá thác lát là chị mình mới mua cho nên mình không nhớ giá, mới mua 2 bịch đó ha. Rồi còn cái này là bột chiên xù này hồi nãy là 2 đồng mấy. Rồi cái này là bánh tráng nè các bạn, bánh tráng hiệu bông hồng nè các bạn. Bánh tráng hiệu bông hồng này nó dai, nó dẻo, nó dai lắm các bạn. Cái một bịch này mình mua là 36 ounce, là tương đương là một ký mấy á, một ký mấy. Mà cái bịch này là 4 đồng 6 mấy sen gì đó. Rồi để coi trong đây là cái gì đây, mình đổ này ra coi. Ồ, cái này á là củ dền. Đây nè các bạn, hai cái củ dền. Rồi này cà rốt nha. Củ dền, cà rốt. Rồi á, cái dĩ thịt này nè các bạn, cái dĩ thịt này bữa nay mình mua được giảm giá nè các bạn. Là 7 đồng 79 sen ha, giảm giá còn 5 đồng 95 sen ha. Thì tương đương là 2 phao 29. Thì khoảng 1 kg, một cái dĩ này khoảng 1 kg mốt. Kg mốt mà 6 đồng là khoảng 120.000 tiền Việt Nam. Một dĩ như vậy nè, một dĩ sườn các bạn. Sườn nhìn ngon không? Một dĩ sườn như vậy là khoảng 120.000 rẻ ha. Bên Việt Nam mình chắc cỡ hơn nửa này là 120. Đó, mình mua 3 dĩ, cái mình mua lưỡi heo nè các bạn. Lưỡi heo nè. Lưỡi heo này 6 đồng 75 sen. À, một phao 79. Một phao 7 thì một phao là tương đương là 450 g. 450 g thì cái này gần 2 phao, mình cho là 2 phao thì dễ tính đi. 2 phao thì 900 g. 900 g 6 đồng mấy là 120. Khoảng 120.000 tiền Việt Nam, 120.000. Đây, cái này cũng vậy luôn. Cái này cũng xem. Này cũng khoảng 120, dao động từ 120. Cái này là lỗ tai heo. Này lỗ tai heo các bạn. Đó, còn này là hành tây.
hành tây mình mua cái túi này mà không nhớ, nãy chị mình qua lấy cho nên mình không nhớ giá. Còn cái rổ này đồng mấy nè bạn, 2.99 nè bạn, nè bạn thấy không? Đó 2.99 cái rổ này cưng nha, cái rổ để mình hứng mình lượt mấy cái đồ mình chiên á, cái dầu mà nó dơ á mình lượt lại đó các bạn ha. Còn cái này là mình để mình kê mấy cái trong cái bếp của mình á, mình để này vô cái khi mà mình nấu mà nó trào á thì nó sẽ hứng cái này lại đó. Rồi với hai cái dĩ xương nè mọi người, hai dĩ xương heo, cái này 2 đồng 29 sen, hai phao 28, hai phao 228 thì khoảng 900 gram, 900 gram mà 40 ngàn, là một khoảng 1 ký 40 ngàn. Xương bánh chè, xương ngay chỗ gần cái cốc lết đó các bạn, họ lóc cái cốc lết, còn cái phần này phần ngay trên cái xương á, xương lưng á. À, mình có mua mấy củ su nữa nè mọi người, mua mấy củ su với ngò rồi hành lá, mấy bó hành lá nè, bữa nay hành lá cũng rẻ, với thêm một ít cải xanh gì nấu canh. Và cái bịch này là bịch rong biển các bạn, này rong biển để về mình nấu với xương cổ cánh gà hay gì đó ăn nó cho nó bổ và nó cũng mát nữa. Rồi mình sẽ di dời qua đây chút xíu nha mọi người ha. Rồi đây các bạn, đó mua đồ về làm bánh nè, bánh ướt nè, rồi bánh lọt nè, bánh giò nè, bánh ướt này bánh ướt của Vĩnh Thuận, còn này bánh ướt của Hương Xưa. Mình mua hai loại mình ăn thử xem như thế nào, rồi rảnh mình đổ mình ăn. Rồi á cái mình có mua một cái cục thịt đùi, cái này thịt đùi các bạn, họ bán một cái đùi gì đó thì cái này là 12 phao 7 mấy nè, thì 17 đồng 71, thì một phao nó bán là 1 đồng 39 sen, thì một phao bán khoảng 24-25 ngàn vậy đó, 24-25 ngàn tiền Việt Nam mình đó. Đó mà các bạn thấy nguyên cái cục thịt này 12 phao quá trời các bạn ha, 17 đồng mấy rẻ mọi người ha. Bắt đầu mình cắt rồi mình chia ra, mình cất lên để mình làm gia vị. Ở đây nước tương, nước mắm này hồi nãy mình mua nó giảm giá là một chai như vậy 2 đồng 27 sen, mà cái giá của nó lúc đầu là 3 đồng mấy. Rồi cái bịch cái này là hạt nêm làm từ cải nè các bạn, hạt nêm làm từ cải mà không có bột ngọt, thì cái loại này á, là mình mua là 3 đồng mấy không ta, 6 đồng một bịch, mua 2 bịch với cua, nước tương ba con cua này ở bên đây là ngon lắm các bạn, giống như bên Việt Nam mình là cái nước tương Phú Quốc, nước mắm Phú Quốc vậy các bạn, nước mắm Phú Quốc, nước mắm ba con cua này ăn cũng ngon. Thì cái chai này là hình như là nãy 5 đồng mấy 6 đồng gì đó, mình nhớ là vậy, 5 đồng mấy đó. Ngày hôm nay là đi chợ, mình đi chợ nhiêu đây đó mọi người, tổng cộng hết ngày hôm nay luôn là mình đi chợ khoảng 4 triệu mấy, 250 đô, 250 đô thì 250 đô là tương đương là 4 triệu gần 5 triệu bạc các bạn. Cái mình có mua thêm một cái hộp cái gì ốc miêu các bạn, dễ làm cho Henry ăn để cho nó thêm chất dinh dưỡng đó. Đây các bạn thấy, bắt đầu vào bếp ăn lễ thôi.